Tiếp nối danh sách những vitamin mà bà bầu cần bổ sung, mời các mẹ hãy cùng tham khảo 7 loại vitamin cũng quan trọng không kém sau đây nhé. 8. Choline. Choline là một thành viên của gia đình vitamin B và có vai trò rất quan trọng để não và ống thần kinh của thai nhi phát triển. Về lâu dài, choline cũng rất cần thiết cho quá trình học tập và phát triển trí nhớ của em bé sau này. Loại vitamin này cũng có thể giảm thiểu tình trạng hay quên ở phụ nữ mang thai. Nồng độ choline quá thấp khi mang thai sẽ làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Ngược lại, nếu nồng độ này cao quá mức, nó có thể gây ra các vấn đề về đường ruột ở bé. 9. Acid folic. Acid folic là một vitamin nhóm B và rất cần thiết trong việc ngăn ngừa các khuyết tật thần kinh của bào thai trong thời kỳ đầu của thai kỳ. Bên cạnh đó, bổ sung đủ acid folic trong suốt thai kỳ chẳng những giúp ngăn chặn khiếm khuyết phát sinh ở hệ thần kinh mà còn hỗ trợ phân chia tế bào và hình thành hồng cầu của bạn và bé. Ngoài ra, acid folic còn giúp giảm nguy cơ chậm phát triển phôi thai, giúp tăng cân nặng của em bé lúc sinh cũng như giảm nguy cơ sinh non và nguy cơ cao huyết áp khi mang thai ở người mẹ. 10. Acid pantothenic. Acid pantothenic giữ vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất béo, tinh bột và protein, cũng như quá trình sản xuất hormone steroid. Loại vitamin này cũng góp phần điều tiết hoạt động tuyến trên của thận và tham gia sản xuất kháng thể để thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương. Thiếu acid pantothenic có thể khiến mẹ bị rối loạn giấc ngủ và em bé chậm lớn. 11. Vitamin C. Tác dụng của vitamin C vô cùng to lớn. Vitamin C là yếu tố thiết yếu để sản xuất collagen, loại protein giúp hình thành cấu trúc và tạo nên sự cứng cáp của sụn, cơ, mạch máu và xương của em bé. Collagen cũng tham gia cấu thành da và mắt. Ngoài ra, loại vitamin này cũng có tác dụng chữa lành các mô, các vết thương cũng như hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất của cơ thể. Thêm vào đó, vitamin C còn giúp cơ thể hấp thụ chất sắt và chống nhiễm trùng. Dùng đủ liều vitamin C sẽ giúp bé có được cân nặng sơ sinh khỏe mạnh và giảm nguy cơ vỡ màng ối sớm. Ngược lại, thiếu hụt vitamin C có thể gây ra ung thư máu. 12. Vitamin D. Ngoài đóng vai trò thiết yếu trong việc giữ hàm răng chắc khỏe và cấu trúc xương khỏe mạnh, vitamin D còn hỗ trợ hấp thụ canxi cho mẹ và là một phần quan trọng trong quá trình mang thai. 13. Vitamin E. Vitamin E giúp ngăn ngừa tổn thương màng tế bào và có thể ngăn ngừa dị ứng trong quá trình em bé lớn lên. Tuy nhiên, bổ sung quá nhiều vitamin E từ quá nhiều nguồn chứa vitamin có thể gây ra nguy hiểm. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ hấp thụ vitamin E từ nguồn thực phẩm và các nguồn bổ sung trước khi sinh của bạn mà thôi. 14. Vitamin K. Vitamin K rất cần thiết cho quá trình đông máu và giúp ngăn ngừa mất máu quá nhiều khi bạn bị thương và sau khi sinh. Loại vitamin này cũng giúp giữ cho xương chắc khỏe và chữa lành các vết nứt gãy của xương. Thiếu vitamin K có thể khiến cả bạn và em bé dễ bị chảy máu và bầm tím. Ngược lại, quá nhiều vitamin K có thể gây độc cho cả bạn và bé. Phía trên là những vitamin mà các mẹ nên bổ sung trong suốt thai kỳ. Vì có rất nhiều loại khác nhau nên các mẹ có thể lựa chọn những thực phẩm có chứa nhiều loại vitamin hoặc các loại viên uống vitamin tổng hợp để có thể bổ sung đầy đủ nhất các dưỡng chất cho thai kỳ nhé.